Vừa ra lò là mang qua sạp heo quay liền nha các bạn. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại mình đang ở sạp heo quay của Chi Mai nha các bạn. Địa chỉ là 189 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6. Đến đây là bây giờ chia sẻ cho các bạn xem về bé Lily bán heo quay da dòng rộng luôn các bạn. Thì giá thị trường là hiện tại là ba gọi là 320 một ký. Sườn, đùi, xá xíu là 300 nha các bạn. Giò heo là 150 một ký, còn móng là 120. Da là 500k, bánh mì là 15k một ổ, các bạn ăn thêm kêu thêm tính tiền thêm. Đây. Đó. Quá đẹp. Đó, này các bạn. Đó. Đây bên này nữa các bạn. Đó còn ngoài xe nè. Đó các bạn thấy chưa? Rất là đông vui tấp nập luôn. Đầy đủ đồ chơi cho các bạn luôn. Đó, các bạn thấy không? Lily chặt cũng lợi hại và bé Ngân cũng lợi hại luôn các bạn. Ở xin lỗi anh ta. Chuẩn bị lên hàng tiếp các bạn ơi. Luôn nè. 330. 80 rồi. 220 có 8 rồi. 200 chị 300. 330. Ôi. Này có cái miếng chắc là 3 miếng đi. Ký gì ba? Hết rồi. Dạ ba gọi nhà có. Ký gì ba? Đùi hết luôn các bạn. Bây giờ lên ba gọi tiếp. Chút xíu đùi mới ra các bạn. Đây bên đây thảo tiền chưa? Đây, cô tới luôn. Đó. 320. Bây giờ mình di chuyển qua góc bên của bé Ngân nha các bạn. Đây khách tới luôn. Bên này bên đây rất là đẹp. Chắc cho 100 ngàn. Càng nhỏ luôn ha. Cái này có đi Lạc Long Quân gì cả. Có chặt. Có chặt không? 300 ngàn để nguyên. Họ mấy ngàn giữ hơn đó. 300 ngàn để nguyên nè. Còn rất là nóng các bạn. 300 ngàn để nguyên đó, miếng trên cân. Lấy cái đầu đặt á. Còn một miếng nha anh ta. Wow, còn bên trong nữa. Rất là nóng nha các bạn. Đây. Đó, heo quay đẹp lắm. Siêu nóng luôn, siêu giòn. Đó. Đó. Kèo là sạch. Vừa ra lò là mang qua sạp heo quay liền nha các bạn.
tiếp tục làm cái này là nhân bánh mì nha các bạn. Nhân bánh mì thì làm được từ làm 3 loại thịt, 3 gỏi, thịt đùi và xá xíu. Rất lạnh lùng. Tập trung thôi, hiểu không? Sáng giờ là cứ tập trung thôi, không thấy nụ cười mới thấy một nụ cười luôn các bạn. Cho 50 xíu thôi. Đó, thạch tay luôn. 50 xíu, xíu là 300k nha các bạn. Anh ba rất lợi hại luôn, khách vừa vô là nhớ hết luôn. Có tiền không? 430 miếng. Khách tới luôn nè các bạn ơi. Tấp nập đông vui. Có 2 cổng xung cổng. Sườn ồ, miếng sườn này đã lắm các bạn. Cái này 1 ký 3 triệu. Bự lắm, chặt nữa là lấy nhiêu. Chặt được 1 ký. Nữa như đây ha. Lấy bên nào chị. Đem 180 đi, chặt nữa không? Không, không, bữa luôn. Đây nguyên miếng luôn. Rồi, khách tới luôn.
phải lựa cái chặt luôn. Chặt luôn. Chặt luôn. Trăm ngàn xa xíu chặt luôn. Đó, nguyên miếng mà gọi chặt ra làm nhân bánh mì đó các bạn. Xá xíu tới luôn, sườn tới luôn. Chặt không gì ơi. Chị chặt không? Chị lấy bìa là sao? Chị có lấy tính con chị.
tùy theo sở thích của các bạn. Các bạn thích ăn ghè có ghè, các bạn thích ăn giữa có giữa, có người thì thích ghè, có người thì thích bên trong các bạn. Về pha nước tương, tương hấp vô cho cái này còn sướng hơn kia pha rồi nó ít. Em cắn này thì bảy lạng đi. Bảy lạng. Để nguyên hay chặt vậy? Để nguyên miếng luôn. Đó, khách bên này cho các bạn xem này. Đó, khách bên này, khách bên lộ, khách đứng ngoài này. Lê lê chặt liền hồi nãy giờ bơ phờ luôn các bạn. Đây là cười lần thứ hai rồi đó, chứ thường thường là cười nhiều lắm. Hôm nay quà quá trời quà. Miếng nào miếng nấy các bạn, vàng ôm thơm phức lắm hỏi luôn. Đó, khách tới. Chắc cục lớn kia để nguyên mà. Chặt làm ba. Cái đó là 10.000 anh ơi. Đây chân xá, chân bảy. Chân bảy. Chị cho em ba là chân ba loại. Chặt luôn hả? Đó chân ba, ba loại. Ba loại, con không có. Ở đây con không chân gọi. Chị chặt em ba lạng, ba lớp. Hai ổi với gì hả? Ba hai, ba hai. Ba lạng. Hai ổi mì nông như rồi khách bên ngoài vô luôn. Lấy ở bánh mì 20 đi. Ở 20